Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Cái đề tài hôm nay, anh em chúng tôi, những cái người phụ trách cái chương trình này là nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, và Trần Duy Biên, Master Toán Hoa Kỳ. Thưa quý vị, anh em chúng tôi muốn trình bày có phần chi tiết liên quan đến cái gói cứu trợ 900 tỷ mà Quốc hội, lưỡng viện đã thông qua, đồng thời Tổng thống Trump đã ký ban hành, coi những thành phần nào được, và trong đó Tổng thống Trump được những cái thế như thế nào và bên phía Dân Chủ được cái lợi như thế nào. Đó là cái ý chính anh em chúng tôi sẽ trình bày. Nhưng mà trước nhất là xin phép quý vị cho anh em chúng tôi đi vào cái nội dung của cái bản tin. Phải có cái bản tin một cách gọn gàng, những ý chính thì mình mới có thể phân tích cái lợi cái hại cho dân, cái lợi cái hại của đảng này hay là đảng kia. Thưa quý vị, bây giờ thì anh em chúng tôi thấy như thế này, với gần sau gần 7 tháng trời, thưa với quý vị, sau gần 7 tháng trời, hai bên hành pháp và pháp quốc hội thì có thượng viện và hạ viện ở tại quốc hội, thì đa số là quyền đa số nằm trong tay của Dân Chủ, còn ở thượng viện thì thưa quý vị phía Cộng Hòa, nhưng mà ở thượng viện cái quyền đa số rất là khít với cái quyền của thiểu số là Dân Chủ. Đạo luật đã thông qua rồi thì cái đạo luật gọi là cái gói cứu trợ 900 tỷ đó ảnh hưởng tới những người nào và nội dung như thế nào, thưa anh Biên? Vâng, về vấn đề cho nên về quốc hội đã thông qua các dự luật viện trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ, bao gồm hỗ trợ cho các gia đình và doanh nghiệp cũng như tài trợ phân phối vaccine và nhiều khoản khác nhau. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý trong đạo luật dựa trên văn bản gốc, bản tóm tắt về đạo luật và nhận định các nhà lập pháp, nhưng dự luật đã loại trừ ưu tiên bảo vệ trách nhiệm cho doanh nghiệp và các đơn vị khác của Đảng Cộng Hòa và phương án một quỹ tài trợ cho bang và địa phương của Đảng Dân Chủ. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý trong đạo luật dựa trên văn bản gốc, bản tóm tắt đạo luật và nhận định các nhà lập pháp, gồm các gia đình và các người lao động chi trả trực tiếp. Đạo luật sẽ thông qua một lượt kích thích nền kinh tế thứ hai trị giá 166 tỷ. Theo sau những chi trả tác động kinh tế người Mỹ đã nhận vào mùa xuân và mùa hạ. Mỗi gia đình sẽ được 600 đồng cho mỗi người lớn và 600 đồng cho người phụ thuộc. Và thay vì 1.200 đồng và 500 đồng như đợt kích thích nền kinh tế lần đầu tiên, những gia đình hỗn hợp có thành viên người ngoại quốc không đủ tiêu chuẩn sẽ được nhận chi trả dựa trên số người đủ tiêu chuẩn trong nhà. Thay vì bị từ chối hoàn toàn như lần đầu, những khoản chi trả được tính dựa trên thu nhập năm 2019 và sẽ giảm dần với những cá nhân có tổng thu nhập và điều chỉnh trên 75.000 và các cặp đã kết hôn có thu nhập trên 150.000. Vào thứ hai, Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin đã nói rằng đợt chi trả điện từ đầu sẽ đến tài khoản ngân hàng của người dân từ đầu tới tuần tới. Những gia đình thu nhập quá cao hoặc có thêm và phụ thuộc vào năm 2020 có thể sẽ không đủ điều kiện nhận toàn phần khoản chi trả vào lúc này, nhưng họ có thể yêu cầu nhận thêm tiền vào đầu năm 2021 khi điền đơn toàn thể năm 2020. Vấn đề tóm tắt bản đạo luật
của Quốc hội là gồm bao gồm có dự chi cho trường học cấp 82 tỷ cho các trường từ K12 công và tư, và các trường đại học xét nghiệm và truy vết tiểu bang sẽ nhận 22.4 tỷ cho các công tác xét nghiệm, truy vết và chương trình giảm thiểu COVID-19. Vaccine và các cơ quan tiểu bang và liên bang sẽ được tài trợ phân phối vaccine. Về những doanh nghiệp, tàng hàng không, ngân hàng, nông trang, đường sắt và vận chuyển hành khách, doanh nghiệp nhỏ cũng được giúp đỡ. Khoản chi là 325 tỷ đi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, bao gồm 284 tỷ USD cho các khoản vay được miễn đợt 1 và đợt 2 thuộc Bưu cục Hoa Kỳ. Gói cứu trợ sẽ nới lỏng một số ràng buộc bởi Bưu cục Hoa Kỳ theo việc giảm thuế môn bài đối với bia rượu, vốn sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Sẽ được kéo dài vô thời hạn, và các khoản hỗ trợ thuế cho đầu tư vào các vùng thu nhập thuế và thuê nhân công từ các nhóm người yếu thế sẽ được kéo dài nhiều năm. Nói tóm lại cái đạo luật này đó thưa quý vị, nó nhiều lắm. Chưa chắc gì ông dân biểu nghị sĩ nào mà nhớ hết. Và viết, ông bạn tôi anh tóm kết lại, chứ thực sự cái này ra, nó gồm có trên 5.000 trang. Chúng ta có thể kết luận lại như thế này. Nghĩa là cái số tiền này dùng, có người nói dùng để viện trợ, mà tôi nghĩ là để cứu trợ cái đại dịch Covid đối với dân Mỹ, đối với doanh nghiệp. Bây giờ nhiều người, thứ nhất là người Mỹ gốc Việt chúng ta, cái lợi tức thêm khiêm tốn, có chú ý những cái này. Thưa quý vị, là mỗi người dân mà có thể lợi tức khiêm tốn thì được 600 đồng. 600 đồng. Cái tiền đó một lần. Và chừng nào thì được? Theo ông Bộ trưởng Tài chánh á, thì ông nói là Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin đã nói rằng chi trả đó thì sẽ đến tài khoản ngân hàng của mỗi người dân từ đầu tuần tới. Biểu quyết hồi 28 tây, đầu tuần tới, thưa quý vị, tức là cỡ hết cái tuần này. Tức là cũng qua tháng Giêng rồi phải không anh? Ừ. Qua tháng Giêng, như vậy là nhanh lắm đó thưa quý vị. Cái thứ hai, đó là cái điều mà người Mỹ gốc Việt chúng ta lợi tức khiêm tốn đang trông chờ. Và chúng tôi nghĩ trong cái này có một cái điều anh em chúng tôi sẽ phân tích sau. Thực sự ông Tổng thống Trump khi Quốc hội đưa cái dự thảo luật lên thì ông không chịu. Ông hoàn lại, ông nói phải trả cho những cái người dân khiêm tốn là 2.000 đồng, tức là hơn 3 lần. Thì quả mai mới đủ mà cho bà con, nghĩa là chi phó. Nhưng mà thưa với quý vị, Quốc hội không nói gì. Trong khi đó thì ông Tổng thống ông phải đi nghỉ cuối tuần về Florida. Đến ngày Chủ nhật thì người ta thấy là ông Tổng thống Trump đồng ý phê chuẩn cái đạo luật này. Bởi vì có Tổng thống phê chuẩn thì mới có thể, thưa quý vị, Ngân khố mới xuất được. Ông phê chuẩn, thành ra là người ta ngạc nhiên. Cộng hòa Dân chủ họ lợi dụng cái này, họ tăng cường cái thế lực của họ. Bà Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi, bà nói bà ủng hộ cái đề nghị của ông Trump, nghĩa là ủng hộ, đồng ý cho 2.000 cho người dân Mỹ. Nhưng mà đây là một cái đòn, nếu mà đứng về phương diện chính trị, thưa quý vị, cái đòn rất là thâm độc. Ông Trump, ông đề nghị 2.000, không có giải quyết gì hết, vẫn 600 đồng. Kỳ này đó, bà Pelosi, bà nói bà ủng hộ và bà
vận động một số người làm một cái đạo luật mới. Đạo luật mới là được 2.000 đồng. Cái công ơn, cái người dân chắc, người nghèo chắc thích bà Pelosi, bởi vì bà làm cái luật mới. Chứ cái luật, cái đề nghị của ông Trump, thưa với quý vị, trong cái gói mà gọi là 900 tỷ đó, thì lên 2.000, ông đề nghị, nhưng mà quốc hội coi như nơ ba, vẫn giữ 600. Rồi lại phổ biến cái luật, trong đó một người dân Hoa Kỳ chỉ có 600, nhưng mà bà Pelosi bên phía Dân Chủ đó, bà nói bà ủng hộ ông Trump và bà làm cái luật. Chắc chắn cái luật này đưa lên Thượng viện, Hạ viện thì được rồi, chứ không có gì khó, bởi vì hiện Hạ viện do dân biểu, đa số dân biểu Dân Chủ nắm cái quyền đa số. Lên Thượng viện thì chắc không được. Tại sao? Là tại vì chính ông Cornell là trưởng khối dân Cộng Hòa ở Thượng viện. Quý vị biết ở trong Quốc hội người ta chia ra nhóm, chia ra khối. Cái ông trưởng khối quan trọng lắm thưa quý vị. Ông chủ tịch muốn cái gì, bàn bạc cái gì quan trọng với số dân biểu hay nghị sĩ thì bàn với ông trưởng khối trước. Đó. Mà ông này, ông Cornell, ông không đồng ý cái chuyện đó. Thì người ta nghĩ rằng khi Hạ viện đưa lên được cái tiếng, được dân thích bên phía cái Dân Chủ, thì bên Cộng Hòa chống lại cái vụ 2.000 này, thưa với quý vị, thì cái lãnh đủ mang tiếng mang tay là Cộng Hòa, phải không anh? Yeah. Cái đoàn này, thưa với quý vị, cái chuyện này người ta gọi là tá tha nhân chi thủ, mượn tay người mà làm cái việc cho mình. Tá tha nhân chi thủ, đó là cái chỗ anh em chúng tôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng theo dõi thử coi. Cái khối Dân Chủ ở Hạ viện biểu quyết và đưa lên Thượng viện phản ứng như thế nào? Phản ứng như thế nào? Nếu mà phản ứng thuận lợi, giơ tay lên đồng ý với cái dự luật của Dân Chủ, thì cái đó là rất là tốt cho dân, mà rất là ảnh hưởng được cho ông Tổng thống Trump. Nhưng mà đại đa số mà chúng tôi theo dõi, những nhà quan sát, những cái người làm lobby ở Quốc hội, thì họ cho rằng cái đạo luật của khối dân biểu dân chủ đưa lên chắc không có thành công, không có thành công. Tuy nhiên, đó là chỉ là những cái ước đoán mà thôi, những cái ước đoán mà thôi. Chúng tôi sẽ theo dõi và bà con cô bác theo dõi. Nếu được 2.000 thì anh em mình kêu bằng khỏe, đỡ một chút, còn không được thì cũng được 600 rồi. Từ dưới quý vị, chúng ta nhớ rằng Quốc hội đưa lên 2.000 hay 600, ai sẽ trả cái chuyện đó? Mấy ông dân biểu nghị sĩ không có móc túi ra đâu quý vị, mấy ông đó không có tiền, tiền của dân không à. Dân sẽ đóng thuế để chịu vô cái chuyện đó. Anh đồng ý với tôi không? Dạ, dạ. Đó, anh tiếp tục anh. Không, bây giờ, tức là trở lại về cái, tức là vừa rồi bác Phi Anh đã mô tả về câu chuyện là khi mà Tổng thống mà coi như là trả lại ở Quốc hội về cái vấn đề mà tức là Tổng thống muốn cho 2.000 chứ 600, thì như nhà báo Phi Anh vừa mới nói rằng là hiện bây giờ thì cái Hạ viện đã đồng ý là đưa lên Thượng viện, đó là vấn đề. Hạ nghị viện không phải đồng ý trong cái gói đó mà làm ra một cái đạo luật mới. Vâng, anh em, đứng tên là của phía Dân Chủ, tác giả là phía Dân Chủ. Vâng. Anh nhấn mạnh như vậy mới được. Vâng, tôi sẽ nhắc lại, bởi vì cái chuyện trước đây, trước khi mà Tổng thống mà gửi về Quốc hội, thì cái bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một thành viên Đảng Dân Chủ, nói bà ủng hộ dự luật COVID-19, mặc dù gói trợ này không bao gồm một khoản cứu trợ trực tiếp cho các chính quyền tiểu bang và địa phương. Là điều mà Đảng Dân Chủ đã vận động, bà cho biết sẽ thử lại thời vận sau khi Tổng thống đắc cử. Nếu ông Joe Biden mà được thì họ sẽ đặt vấn đề sau.
Đại diện cho Đảng Cộng Hòa là Hon Roger cũng ủng hộ gói cứu trợ này, nói rằng nó phản ánh một sự thỏa hiệp công bằng. Khi mà cái dự luật này nó dài tới 5.593 trang, dự luật cứu trợ COVID sẽ được chi 1,4 nghìn tỷ đô la vào một loạt chương trình liên bang cho đến cuối năm tài chính vào tháng 9. Có thể là đạo luật quan trọng cuối cùng của Quốc hội thứ 116. Quốc hội cũng bao gồm một biện pháp để tiếp tục duy trì mức chi tiêu hiện đại của chính phủ liên bang trong 7 ngày để bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động của chính phủ liên bang. Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tuyên bố chiến thắng, nhưng lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, ông Mitch Connell, đảng viên ở Cộng Hòa, cho rằng dự luật chung cuộc gần giống như những gì mà đảng Dân Chủ đã bác bỏ nhiều tháng trước đây vì cho là không đủ. Gói cứu trợ này ít hơn nhiều so với gói cứu trợ 3.000 tỷ đã được kêu gọi trong dự luật được Hạ viện vốn cho Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua hồi tháng 5 nhưng bị Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Thì chúng tôi xin nhắc lại vấn đề này này. Trước đây, trước cái ngày bầu cử, thì Đảng Dân Chủ đề nghị là 3.400 tỷ, nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì chỉ đồng ý có 1.000, xong rồi cò cưa mãi đến 1.500, rồi cuối cùng 1.800. Nhưng mà bà Renacci thì chỉ hạ xuống là 2.400 tỷ, tức là bà không chịu. Cho tới khi ta tưởng rằng là chuyện không thành, nhưng mà cho tới khi sau khi mà bầu cử thì lúc bây giờ thì Đảng Cộng Hòa thì đề nghị có 900 tỷ, mà cuối cùng ra bà Nancy cũng chịu, bởi vì bà ấy thấy rằng là coi như là bây giờ là cái trước hết bầu cử rồi thì không cần nữa, thành thử ra bà ấy chấp nhận ngay. Và đồng thời bà ấy đề nghị, tức là cùng với một số những ông nhà bà Pelosi cùng với một số đảng Cộng Hòa đó, thì đề nghị đó là 600. Và cuối cùng là khi mà 600 lên đó, thì đảng Dân Chủ cũng đồng ý. Và nhưng mà vì trong cái vụ mà cái gói cứu trợ này đã xảy ra cái chuyện rằng là mỗi một người dân có được 600, còn tất cả nên lại bỏ tiền ra lại đi viện trợ cho các nước như Cuba, như Venezuela, rồi Campuchia, Lào, Việt Nam và Sudan, Egypt, mà trong khi đó tiền đang là thiếu, mà lại vung vít như vậy, mà trong khi người dân chính thức là chỉ có 600, tổng thống bảo không được, ít quá, yêu cầu lên 2.000. Cái chỗ này xin phép anh cho tôi ghi ra cho rõ, tại làm sao Tổng thống Trump có thể nói là không ký, không phê chuẩn cái đạo luật gói cứu trợ 900 tỷ do Quốc hội đưa lên. Dầu ra cái gói đó phía Cộng Hòa ở Thượng viện, phía Cộng Hòa ở Hạ viện cũng có một số đồng ý khối Dân Chủ, tại làm sao? Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận được vì Tổng thống trả lại chưa phê chuẩn là tại vì ông Trump thấy cái dự luật đó không phải cứu trợ COVID, mà thưa quý vị, quá phung phí cái tài sản của đất nước, của quốc gia, nên ông không đồng ý, ông trả lại. Đây là một chuyện hết sức quan trọng, bởi vì báo chí không có nói rõ, coi như là ông Tổng thống Trump là cái người mà nghĩa là cản trở cái việc gói cứu trợ. Không phải vậy đâu quý vị, có lý do người ta mới làm. Xin quý vị đừng rời máy, sau vài phút thông tin thương mại anh em chúng tôi sẽ trở lại. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi và hao tốn rất nhiều năng lượng cho chúng ta, Khánh Trân xin giới thiệu đến quý vị một chiếc máy massage Trudy Tân Thời sản xuất năm 2020 với chức năng thư giãn, giảm stress cho chúng ta. Bên cạnh đấy, máy massage Trudy Tân Thời còn trị liệu bệnh cho tất cả quý vị như là bệnh gai cột sống, bệnh của đường tiêu hóa và chữa chứng bệnh tê tay cho quý vị, nhất là những quý vị làm trong ngành nghề nails. Máy massage Trudy Tân Thời massage từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu của quý vị. Giá gốc là 6.900 đô la, nhưng hiện giờ chỉ còn 4.500 đô la. Và quý vị xem một chương trình Khánh Trân, Khánh Trân sẽ giảm cho quý vị là 600 đô la cho một chiếc ghế.
Khánh Trân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi chi tiết hãy liên lạc vào đài với số phone là 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Xin trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôm trùng hạ thảo được biết đến là một thực phẩm với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự quý hiếm và những tác dụng thần kỳ chính là lý do khiến cho loại dược thảo này được ưa chuộng và săn đón. Phycordyceps, đông trùng hạ thảo, 100% sản xuất tại Nhật Bản từ tập đoàn Phy Japan, có công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ hoạt động cơ quan nội tạng bên trong cơ thể như là gan, phổi, thận, hỗ trợ hoạt động hệ tuần hoàn, tim mạch và giúp cho máu huyết lưu thông, tăng cường hệ miễn nhiễm, giúp cho cơ thể giảm thiểu sức ảnh hưởng xấu từ tác nhân có hại bên ngoài như là ô nhiễm, nguồn nước không sạch, các vi khuẩn và virus mang bệnh, giảm chứng đi tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, giảm các chứng nhức mỏi. Hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt giá chỉ 75 đồng một hộp, 120 viên, mua 3 tặng 2. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Đông trùng hạ thảo được biết đến như là một thực phẩm với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự quý hiếm và những tác dụng thần kỳ chính là lý do khiến cho loại dược thảo này được ưa chuộng và săn đón. Phy Japan Cordyceps Plus dạng nước 100%, sản xuất tại Nhật Bản từ tập đoàn Phy Japan, có công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, dạng nước đậm đặc, hiệu quả trong thời gian ngắn, hồi phục thể trạng cho người suy kiệt sức khỏe hoặc đang nhiễm bệnh, thích hợp yểm trợ cho chức năng lục phủ ngũ tạng, đặc biệt nhất là thận, giảm đi tiểu đêm, tăng cường chức năng thận, tăng sinh lý, yểm trợ thuyên giảm đau nhức kinh niên hiệu quả, có thể dùng thay thế hoặc là kèm với đông trùng giảm viêm để đạt được hiệu quả cải thiện sức khỏe rõ rệt. Macadamia có chứa các chất dinh dưỡng giúp bảo vệ tim mạch. Hạt macadamia có chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa những chất gây hại tiềm ẩn, ổn định mức cholesterol và mức đường huyết trong cơ thể. Phycordyceps được đóng chai thủy tinh để bảo quản sản phẩm khỏi tia UV, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Chương trình khuyến mãi 159 đồng một hộp, 12 chai, mua 2 tặng 1. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra cho người thân. Hãy chuẩn bị trước cho hậu sự để gia đình không phải lo lắng khi có người thân qua đời. Nhà Quan Cát Tường có chương trình giá rẻ chỉ có 3.000 cho dịch vụ an táng hoặc hỏa táng. Bảo đảm cho thân nhân quý vị sẽ được lo tận tình từ A đến Z. Nhà Quan lo tang lễ với nhiều tôn giáo khác nhau ở Orange County, Los Angeles, nhận chuyển hài cốt trên 50 tiểu bang và về Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và giàu kinh nghiệm. Khi hậu sự đến, hãy gọi cho Cát Tường 714-262-5972, 714-262-5972 để được tư vấn và giúp đỡ. Thảo dược tăng cường sinh lý nam loại nào tốt và cho hiệu quả nhanh nhất, giúp cho đàn ông lấy lại sự dũng mãnh khi lâm trận. Nam giới mắc các bệnh lý nam khoa luôn có tâm lý tự ti khi nhắc về chuyện yêu, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Sang Phan Bao, 100% Made in USA là dòng thực phẩm chức năng giúp tăng cường sinh lực phái mạnh, an toàn và hiệu quả. Khi uống viên tăng cường sinh lý nam, Sang Phan Bao còn giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới, hỗ trợ cho quý ông. 100% an toàn và công hiệu, không phản ứng phụ, cao máu và tiểu đường đều có thể dùng được. Tăng cường sức khỏe sinh lý, sức khỏe nền tảng cho nam giới, làm chậm quá trình mãn dục nam, hỗ trợ điều trị lãng cảm tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn nam, hỗ trợ điều hòa đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường, hỗ trợ điều trị hội chứng chuyển hóa, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ lợi mật, tăng cường chức năng gan. Chương trình khuyến mãi 35 đồng một vỉ gồm có 10 viên. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Phở hạt ngò, phở hạt ngò. Muốn ăn ngon quý vị hãy đến với phở hạt ngò.
Phở Kobe chánh gốc, thơm ngon, đậm đà, tinh khiết. Mùi vị của phở hạt ngò bảo đảm thực khách sẽ hài lòng. Địa điểm mới được tọa lạc trên 10830 Warner Avenue, Fountain Valley, California 92708. Số phone 657-329-1272. Được mở cửa từ 7:30 sáng cho đến 10:00 tối mỗi ngày. Phở hạt ngò xin trân trọng kính mời. Chúng tôi, David Võ, CEO, Founder Việt Mỹ Media cùng ca sĩ Cát Trân xin trân trọng giới thiệu website vietmynewspaper.com. Để quý vị được đăng rau vặt miễn phí, trước hết quý vị vào website vietmynewspaper.com. Quý vị nhìn bên tay phải, nhấn vào chữ rau vặt, sau đó nhấn vào chữ đăng ký và kéo xuống dưới để tạo cho username và password. Mật khẩu phải có một chữ hoa, một con số và 5 ký tự. Xong, thêm vào email và điện thoại, rồi nhấn chữ đăng ký. Từ nay, quý vị có thể tự đăng nhập nội dung rau vặt của mình. Nếu đã có nội dung trên website, chúng tôi sẽ đăng trên báo giấy miễn phí hoàn toàn cho quý vị. Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật, xin gọi cho chúng tôi 714-277-0209. 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment and Banquet Center chuyên đảm nhận các tiệc lớn nhỏ, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè, tiệc cuối năm cho hãng xưởng công ty, tiệc mừng thọ, tiệc hội đoàn, chùa chiền, nhà thờ, sau diễn, đài báo, private party. Trên 15 món ăn ngon hợp khẩu vị người Việt Nam. Khung cảnh sang trọng, sạch đẹp, lộng lẫy và hoàn toàn mới remodel. Âm thanh ánh sáng có 102 ở quận Cam. Đặc biệt, holiday season, book từ mùa lễ này được miễn phí. Âm thanh ánh sáng, miễn phí phần trang trí, miễn phí one man band, miễn phí MC. Giá bắt đầu từ 20, 25, 30 mỗi người. Chúng tôi đảm nhận quay video cho chương trình. Xin liên lạc 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment and Banquet Center trân trọng kính mời. Bây giờ đây là cái lý do giấy trắng mực đen rõ ràng, chứ không phải là những cái báo chí thiên tả cắt một khúc, thêm một khúc để có thể nói là để mà làm chống lại ông Trump. Ông Trump có nói như thế này: tôi cũng yêu cầu Thượng viện lập tức loại bỏ các vi phạm và không cần thiết khỏi luật như lãng phí viện trợ cho nước ngoài. Những nước ngoài đó là ai? Ông không đồng ý viện trợ cho Việt Nam Cộng sản. Ông không đồng ý viện trợ cho Campuchia thân Cộng sản. Viện trợ cho Miến Điện có thể nó là tương đối cũng gần của Cộng sản, Venezuela và Sudan và Ai Cập. Ông không đồng ý. Ông nói rất là dễ hiểu, trong khi người dân ở nước Mỹ gặp hết sức là khó khăn, vừa chết chóc, vừa kinh tế suy sụp, vừa thất nghiệp, mà được hưởng có 600 bạc à. Mà trong khi đó, những cái người nước ngoài, những cái người ngoại quốc sống bất hợp pháp trên đất Mỹ lại được 1.800 USD, tức là Mỹ Kim. Rồi, vậy gửi tiền của Hoa Kỳ, tiền thuế của Hoa Kỳ làm đổ mồ hôi xót con mắt để giúp đỡ cho những cái nước mà như chúng tôi vừa nói đó, Campuchia, Việt Nam Cộng sản. Thưa quý vị, giới hạn cho đó là cái điều thưa quý vị bình tâm. Nếu mà mình có đầy đủ đâu bằng cớ, mình thấy đâu phải ông Tổng thống Trump là cái người mà muốn gây khó khăn cho cái phía Cộng hòa sắp sửa nắm chính quyền. Không, ông làm đúng về cái tinh thần thương dân yêu nước Hoa Kỳ, ông phải làm, và ông làm đó đúng. Đó là những cái gì anh em chúng tôi trình bày ra để quý vị thấy cho nó đầy đủ. Ông phủ quyết. Nhưng mà có một cái nữa, bên dân chủ làm một cái điều mà thưa với quý vị, nghĩa là coi ông Trump như là không có. Cái đó là cái đạo luật ngân sách. Đạo luật ngân sách.
nghĩa đạo luật ngân sách kêu bằng ngân sách bổ sung trong những và ngân sách của Bộ Quốc phòng, ngân sách của Bộ Quốc phòng. Hai viện khi trả lại trong có cái ngân sách của Bộ Quốc phòng, hạ viện không có trình bày, không có họp gì nhiều để trình với tổng thống là chúng tôi có đủ số, mà hạ viện và kể cả Cộng hòa ở Thượng viện nữa, thưa quý vị, ỷ một cái số phiếu đông quá 2/3 họ biểu quyết thông qua cái luật của kêu bằng ngân sách bổ sung để cho nhà nước Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có phương tiện làm việc, và quan trọng nhất là cái ngân sách của Bộ Quốc phòng. Nếu không, thưa quý vị, dù tướng tài, lính giỏi, vũ khí tốt mà không có tiền thì không có làm cái gì được. Bởi vì như chúng ta biết, quân đội Hoa Kỳ điều quân gần như khắp thế giới để bảo vệ cái an ninh, quyền và bảo vệ cái quyền lợi cho Hoa Kỳ, mà nếu không có, cũng như thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng chúng ta quý vị nhớ, chúng ta thiếu vào khoảng cỡ tỷ đô la thôi để mua xăng, mua dầu, đổi súng đạn. Nếu có thì cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa không phải như bây giờ, lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa có thể tốt hơn. Quân đội của chúng ta lúc bây giờ, thưa quý vị, ở tại Đông Nam Á, quân đội Việt Nam Cộng Hòa coi như là quân đội chuyên nghiệp giỏi vào cái hàng thứ tư hay thứ ba ở Đông Nam Á, chứ không phải thường đâu. Nhưng mà không có tiền làm cái gì được. Nên ông Tổng thống Trump biết Quốc hội bất cần mình, qua mặt mình, mà mình cũng phải ban hành cái đạo luật này. Đó là đạo luật dành cho nhà nước giải quyết, như chúng ta biết cái ngân sách của hàng năm của Hoa Kỳ đó, cái ngân sách thí dụ năm 2000 này của Hoa Kỳ tới 2018 tây bữa tháng 12 là không còn xài được nữa, gọi là tiếng trong chuyên môn gọi là cái ngân sách niên kiệt, tức là năm hết rồi, phải có cái ngân sách bổ sung thì chính phủ mới làm việc được. Còn quốc hội Hoa Kỳ, xin lỗi, quân đội Hoa Kỳ cần một cái ngân sách để mà, thưa quý vị, nếu mà lương lính mà không có tiền trả, hay là máy bay không có đủ xăng đi cho quân đội, hay là tàu chiến không có mặt ở, không có xăng dầu để mà ở Biển Đông, thì cái việc gì sẽ xảy ra. Nên ông Tổng thống Trump, vì quyền lợi của đất nước, vì quyền lợi của quân đội, vì danh dự của Hoa Kỳ, ông biết qua mặt ông, nhưng mà ông vẫn ban hành. Cái đó nói lên cái tinh thần yêu nước của một ông tổng thống, chứ không có kiểu vì cái danh dự hảo bây giờ đem ra tối cao pháp viện kiện mấy ông, phải biểu quyết trả lời cho chúng tôi tại làm sao mà mấy ông biểu quyết như vậy. Bởi vì nếu mà quốc hội biểu quyết 2/3 thì đương nhiên thành luật. Quý vị thấy ông không nói mà ông phải ban hành. Cái đó là người ta thấy cái tinh thần yêu nước thương dân và thương quân đội của ông đã làm cho cái tự ái của ông Tổng thống Trump bớt đi, mờ đi, mà lo cho cái chuyện lớn của quân đội. Nên Thượng viện có Cộng hòa, Thượng viện có Dân chủ, Hạ viện đa số Dân chủ, hai bên kết hợp với nhau. Mà đau khổ nhất, thưa quý vị, ông trưởng khối Cộng hòa, ông Cornell, khuyến cáo những người dân thượng nghị sĩ ở tại Thượng viện bỏ tâm. Có lẽ ông cũng vì cái tinh thần mà không muốn cho chính quyền hết phương tiện làm việc, không muốn cho quân đội gặp khó khăn vì thiếu ngân sách, nên ông đề nghị những cái người dân nghị sĩ đồng viện cũng bỏ thăm. Nên
cái đạo luật mà gọi là ngân sách quốc phòng đó tôi được thông qua mà bất cần tổng thống, cái đó tạo thành một cái tiền lệ hết sức là nguy hiểm trong cái cơ cấu làm việc, cái thủ tục làm việc, cái tương quan giữa quốc hội và tương quan giữa ông tổng thống. Đừng quên rằng tổng thống Hoa Kỳ là cái người đại diện cho nước Mỹ ở ngoại quốc chứ không phải là quốc hội. Chúng ta nhớ các nguyên tắc đó. Nên những người học về hiến pháp ở Hoa Kỳ người ta nói có nhiều khi chế độ của Hoa Kỳ đó là presidentism, tức là tổng thống chế, ông tổng thống có quyền. Bởi vì ông có giữ cái quyền hành pháp, ông giữ luôn cái quyền mà thưa quý vị tôi ưu tư lệnh tối cao quân đội. Dầu sau này quốc hội có ra cái đạo luật muốn khiêu chiến thì phải cho quốc hội hay trong bao lâu, nhưng mà cái quyền tổng thống Hoa Kỳ kiêm luôn tư lệnh tối cao của quân lực, đó là cái điều hiến định không ai sửa được, trừ ra cái thủ tục sửa vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể sửa được. Tên vâng. Xin lỗi quý vị. Và vừa rồi nhà báo Vy Anh vừa mới nêu lên vấn đề là thực ra thì khi mà cái dự luật đưa lên đó, thì tổng thống không muốn ký bởi vì lý do là có những cái sự phi lý đó, là thứ nhất đó, là dân Mỹ thì được quá ít mà trong khi những cái người ngoài thì dân Mỹ thì lại được nhiều nên ông không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng ra thành chiều ngày thứ chủ nhật ngày 27 tháng 12 đó thì tổng thống ký, bởi vì lý do là như lời của nhà báo Vy Anh nói là vì ông ấy thương dân. Thành thử ra ông ấy chấp nhận một chút thiệt thòi để rồi sẽ ký và để cho dân ít ông nhất. Ông đặt cái cá nhân ông vâng thấp hơn cái quyền lợi vâng của nhân dân. Vì vậy mà thôi thì bây giờ trước khi ký thì ông cũng nói rồi. Ông nói rằng là tôi ký đây là 600 nhưng mà tôi muốn yêu cầu quốc hội lại tăng thêm 2.000 đồng. Thì bây giờ để cái vấn đề là bây giờ có những người nói rằng khi mà được 2.000, khi mà ông tổng thống ký thì bây giờ nếu hiện bây giờ thì mỗi người được bao nhiêu? Thì bây giờ với cái mà tổng thống đã ký thì theo đề nghị gói tài chính cứu trợ COVID-19 mỗi người dân Mỹ thu nhập dưới 75.000 USD một năm, hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập 150.000 USD tức là sẽ được hỗ trợ 600 đồng USD một người. Ngoài ra mỗi thành viên phụ thuộc 18 tuổi trong cùng một hộ gia đình cũng nhận được 600 USD. Những người có thu nhập từ 99.000 USD năm trở lên sẽ không được nhận trợ cấp. Mặc dù hoan nghênh gói cứu trợ nhưng nhiều nhóm vận động trong quốc hội cho rằng khoản tiền trên là không đủ để giúp đỡ những người Mỹ đang phải vật lộn với một cuộc sống nhiều tháng. Thậm chí gói cứu trợ này chưa thể đến tay được nhiều người. Gói cứu trợ đã thông qua cả hai viện quốc hội vào tối thứ hai với đa số khá lớn, mặc dù thực tế là một số nhà lập pháp phàn nàn rằng họ chỉ được dành vài giờ để đọc một dự luật dự cứu trợ vì chi tiêu là vì tức là cái dự luật đã dài 5.593 trang trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Tức là ở trong đó có những cái mà người ta ghi nhỏ nhỏ, ta gài vào trong đó thì thường thường là các dân biểu thượng nghị sĩ chỉ thấy rằng là cái mục đích chính là yểm trợ ở 600 đồng. Chứ còn vấn đề những cái chi tiết nhỏ thì không ai để ý. Thành thử ra một số những người á, mà một số dân biểu là khi mà bị trả về mà tổng thống có gạch đỏ những đó thì họ cảm thấy bất mãn, vừa nói rằng như vậy là có vẻ lừa họ. Thành thử họ mới ký. Thì theo các biện pháp kích thích giá trị 900 tỷ đô la, người Mỹ sẽ nhận được 600 đô la là ngân phiếu kích thích và hỗ trợ thuê nhà liên bang. Cùng các quỹ khác, viện trợ liên bang cũng sẽ được cung cấp cho các trường học và doanh nghiệp nhỏ. Thì đây là chắc chắn là mỗi người sẽ được 600. Mà nếu mà trong trường hợp đang là chờ đợi về cái vấn đề là tức là Hạ viện nó sẽ đưa đến một cái gọi là một cái gói cứu trợ tức là điều chỉnh á, thì có thể lên 2.000. Thì hiện bây giờ chút nữa nhà báo Vy Anh sẽ
sẽ nói về vấn đề là hiện bây giờ thì Quốc hội đã đề nghị chưa, thì nên nhà báo Vy Anh sẽ nói cho quý vị biết. Ví dụ ý anh muốn nói là cái dự luật mà phía Dân Chủ làm tăng cái tiền lên đó phải không? Vâng, 2.000 đồng. Tăng lên 2.000 đồng. Thì chúng tôi cũng có trình bày rồi. Cái ý kiến tiên khởi đầu tiên là của Tổng thống Trump. Bởi vì cái dự luật mà Quốc hội lưỡng viện đưa lên yêu cầu ổng thông qua thì chỉ một cái người dân nghèo, tôi không dám dùng chữ nghèo, thôi nói mình lại tức khiêm tốn đi, thì được có 600. Ông nói không được. Tôi phải đề nghị lên cỡ hơn 3 lần, tức là 2.000. Bởi vì những cái lý do chúng tôi nhắc lại là ông nói không có lý do gì, cái nghe, lấy cái ngân sách cũng do dân đóng góp chứ không có ai mà chi viện hay là viện trợ cho những cái nước như Campuchia, Việt Nam Cộng sản vân vân, và những cái người ở tại Mỹ mà gọi là không, chưa phải là công dân Mỹ đó thưa quý vị, dùng cái chữ có thể nói nhập cư bất hợp pháp đi, lại được tiền nhiều hơn cái người Mỹ chánh tông đã lao động cực khổ nhưng mà gặp cái thời thế khó khăn, thì đời sống khó khăn thì mình giúp, mà mình giúp lại ít hơn. Đó là cái ý kiến tiên khởi, phải nói là Bernie, có thể nói là chị cả của phía Dân Chủ ở Quốc hội, bà hiện giờ là chủ tịch, bà này á thì có thể nói cái lật qua lật lại bà giỏi, mà nó bà ủng hộ liền cái ý kiến của ông Trump. Nhưng mà cái dự luật mà ông Trump trả lại với đề nghị là 2.000 cho cái người dân nghèo Mỹ đó, thì cái dự luật đó thưa không có sửa chữ nào hết á. Nghĩa là vẫn còn cái người dân nghèo, người dân khiêm tốn Hoa Kỳ cũng được có 600 thôi. Anh thấy không? Thì luật vẫn là luật. Thì ông Bộ trưởng Tài chính thì ông nói vào khoảng cỡ tuần sau thì có. Ví dụ như giả tỷ anh em mà coi là SSI đó có sẵn cái ngân hàng như kỳ rồi đó, thì ngân khố, tổng ngân khố sẽ chuyển cái số tiền đó vô cái account đó. Thì hai người, ví dụ hai người hồi trước đó 1.200 của người phải không anh? Dạ. Thì hai vợ chồng 2.400 cũng đỡ. Kỳ này thì cách trả cũng như vậy. Cách trả cũng như vậy. Đó. Nhưng mà bà Pelosi và phía bên Dân Chủ đa số ở tại Hạ viện làm ra một cái luật khác, nhớ giùm. Tác giả lúc đó không phải là ông Trump, bởi vì ông Trump đã đề nghị trong một cái đạo luật mà đã thông qua rồi, ông phê chuẩn rồi. Cái đạo luật đó là chỉ có một người dân nghèo, khó khăn chỉ được có 600 chứ không phải 2.000 như ông Trump. Cái luật này của Dân Chủ, tác giả là Dân Chủ, xuất phát từ Dân Chủ, sáng quyền lập pháp của Dân Chủ ở tại Hạ viện, thưa với quý vị, thì cái công ơn của Dân Chủ mà nếu lên trên Thượng viện như ông Cornell thì ông ra một cái văn thư nội bộ cho những anh em đồng viện Cộng Hòa ở tại Thượng viện, ông nói không ủng hộ cái chuyện mà đưa cái số tiền cho dân lên là 2.000, thì chắc chắn thế nào bên phía Cộng Hòa cũng mang tiếng, mà phía Dân Chủ được tiếng là đã đề nghị cho dân nghèo lên gấp 3, dù rằng cái ý kiến tiên khởi là của ông Trump. Đó là một cái, thưa với quý vị, một cái kiểu mà ăn cướp công phù thủy chính trị thường xảy ra ở Việt Nam Cộng Hòa cũng có thi khó. Ví dụ chúng tôi nhớ cái nhiệm kỳ đầu của đệ nhị Cộng Hòa, trong đó có anh em chúng tôi làm phó chủ tịch ủy ban ngân sách,
ông Nguyễn Cao Kỳ, ông thủ tướng rồi là ông đắc cử phó tổng thống. Ông lập ra một cái ngân sách riêng cho cái phủ phó tổng thống, anh em ở trong quốc hội dứt khoát không chịu. Tụi tôi nói một quốc gia chỉ có một phủ tổng thống mà thôi, ông có xài cái gì, cái kinh phí gì thì ông phó tổng thống xài trong cái ngân sách của phủ tổng thống. Thì quý vị thấy cái quyền ổng chưa chắc chỉ có tiền đổ đi máy bay, thấy không? Đó là một cái cách mình nói nghe hết sức là suôn sẻ, nghĩa là thôi làm chi cho nhiều, hai ba cái phủ phó tổng thống rồi phủ tổng thống tôi một cái thôi, nói nghe suông, nhưng mà thực sự là muốn ông Kỳ không có quyền, để không có sự lúng cúng giữa ông Thiệu và ông Kỳ. Đó là cái việc là quốc hội làm, ở hạ viện làm, và lên thượng viện cũng ok liền. Đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, cái công đầu tiên, đề nghị đầu tiên, sáng kiến đầu tiên, sáng tạo đầu tiên 2.000 đồng là của ông Trump. Nhưng mà ông Trump đề nghị trong cái đạo luật thông qua không có một chữ nào liên quan tới cái ý kiến 2.000, mà chỉ còn 600, thì 600 được lãnh, cộng dân chủ mới làm ra cái đạo luật mới, tác giả là dân chủ. Mà nếu mà đưa lên trên thượng viện bác bỏ, không có đồng ý, làm gì mà 2.000, mình mới làm cái đạo luật 600 đêm làm 2.000. Thứ nhất là ông trưởng khối Cộng hòa, ông Cornell, ông đã gửi thơ giấy trắng mực đen cho thượng nghị sĩ Cộng hòa, thì chắc chắn là không có đủ phiếu để mà thông qua cái vụ 2.000 đó. Thì mang tiếng là ai? Cái người dân mà. Ông dân biểu, ông nghị sĩ nào cũng vậy, thưa quý vị, dân chúng bỏ thăm là tùy theo cái ông đó bảo vệ quyền lợi của dân chúng của mình, bảo vệ quyền lợi quốc gia. Mà quyền lợi mà sát sườn nhất là quyền lợi ở tại địa phương mình, thì dân chúng ủng hộ. Mà ông nào không ủng hộ, không có làm được cái chuyện đó, thì thưa quý vị, kỳ sau thôi, sayonara, không, phiếu chúng tôi dành cho người khác. Đó là cái điều mà nghĩa là bên dân chủ dùng cái hình thức mà làm rất kẹt cho ông Trump. Nhưng mà tại sao ông Trump nhượng bộ? Ông được quyền chống chọi lại chứ. Vì quyền lợi của nhân dân, vì quyền lợi của đất nước, vì quyền lợi của quân đội. Có nhiều khi ông Tổng thống phải chịu ẹp. Người ta nói là cái người lãnh đạo tốt là cái người mà lãnh đạo vui sao dân, hưởng sao dân, mà lo lắng trước dân. Đó là cái người lãnh đạo tốt theo cái quan niệm Đông Phương cũng như Tây Phương, thưa anh. Vâng. Giờ này trước khi mà có thể kết thúc, chúng tôi sẽ nói là bây giờ cái tin mà như nhà báo Vy Anh nói rằng hiện bây giờ cái gói mà cứu trợ đó, tức là đã được Hạ viện làm lại và thông qua là sẽ 2.000 đồng. Vậy thì bây giờ trong chỉ còn chờ là ngày hôm nay liệu rằng là Thượng viện có chấp thuận hay không. Nếu Thượng viện chấp thuận thì mỗi người được 2.000 đồng. Bây giờ này cũng nhắc lại là ai là người được hưởng 2.000 đồng. Thì tất cả nếu công dân Hoa Kỳ, thứ nhất thì công nhân Hoa Kỳ và những người có thẻ xanh cũng như những người công nhân Hoa Kỳ thì được. Nhưng về vấn đề cái số, tùy từ cái số tiền, chẳng hạn như một gia đình nào mà có từ một người đó thì 75.000 một năm trở xuống thì được 2.000. Nghĩa là lợi tức của vợ chồng. Còn hai vợ chồng thì được 1.500. Còn nếu cứ thêm 100 đồng, tức là chẳng hạn 75.100 đồng thì bớt 5 đồng. Vậy giả sử rằng cái người đó làm 100.000 thì bây giờ tức là đã thêm 25.000, thì 25.000 nhân với 5% thì tức là 1.250 đồng. Như vậy là lấy cái số tiền 2.000 trừ đi 1.200 đồng còn 750 đồng nữa.
và đồng thời cho tới mà cái số tiền mà một hàng năm là 11.500 đồng trở lên thì không được đồng nào. Đấy là cái ấy. Thì đấy là chúng ta hy vọng rằng nếu mà Thượng viện ngày hôm nay mà tức là cho thông qua thì chúng ta được mỗi người 2.000 đồng, chúng ta vẫn tức là vẫn chờ đợi để kết quả xem sao. Thưa quý vị, cái vấn đề ngân sách đó, nó hết sức là phức tạp. Mà ác một cái là những cái tờ báo mà thiên tả, thưa với quý vị, họ nhà nghề mà, họ cắt một khúc, thêm một khúc, nửa ổ bánh mì. Thưa với quý vị, không phải là ổ bánh mì. Họ cắt một khúc, họ thêm một khúc. Mà cái người bà con, cô bác chúng ta, thứ nhất là những cái người mà Mỹ gốc Việt chúng ta, nhiều khi chúng ta đâu có thì giờ. Nghi người Mỹ, con cái chúng tôi ở trong gia đình họ, nó học cũng được lắm, nói tiếng Anh ào ào, nhưng mà nó cũng không có thì giờ. Thành ra cái tin tức nào thì chúng ta nếu mà muốn tìm hiểu cho tới nơi tới chốn thì mới thấy cái người nào là thương dân, cái người nào là yêu nước. Chứ nói chung chung, thứ nhất là mấy ông dân cử, chúng tôi có làm dân cử biết, đa số nói khi ứng cử nói chuyện trời trăng mây gió, nhưng mà không làm. Rồi không làm mà họ dùng cái hình thức gọi là chém gió, nói dữ tợn mà không có làm gì hết. Có nhiều người dân biểu nghị sĩ, thưa với quý vị, cả 4 năm, 3 năm chưa chắc gì có làm tác giả một cái đạo luật hay là đứng chung với một cái đạo luật. Có cái chuyện đó. Thành ra trong một cái khó khăn khi cái chính quyền của Hoa Kỳ nó có nhiều cái khó khăn gút mắt thì chúng ta nên bình tĩnh, khoan tin mới nghe nói là đã tin. Đừng có nghe nói mà tin thì dễ dàng thất bại lắm. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Và chúng tôi cũng nói thẳng là những nhà báo anh em chúng tôi cố gắng sưu khảo tài liệu để đưa tin cùng quý vị. Cái quyền nhận định đi theo với ai, không đi theo với ai là cái quyền tối thượng của khán giả. Chúng tôi hoàn toàn dành cái quyền nhận định đó cho khán thính giả. Xin thành thật cảm ơn quý vị và mong sẽ chúng ta có một cái Tết dương lịch sắp tới vui vẻ hơn. Và trong kỳ tới anh em chúng tôi sẽ phân tích về cái Tết dương lịch của Việt Nam chúng ta và Mỹ như thế nào sau khi chúng ta vào đất Mỹ định cư đã được 45 năm. Xin thành thật cảm ơn.